Dạ vâng, chỉ với 26 triệu là các bác có thể sở hữu ngay cho không gian nhà của mình một bộ sập gụ Lào được đục chạm thủ công vô cùng tinh xảo đẳng cấp tại cơ sở sập gụ đẹp Minh Hướng Nam Định ạ. Và cơ sở bên em chuyên ngành sản xuất sập gụ Lào giá rổ tận gốc, sản xuất tại xưởng sản xuất luôn đấy các bác ạ. Và địa chỉ cơ sở 2 này là ở khu công nghiệp 1 làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Yên Ninh, Yên Nam Định. Và cơ sở 1 có địa chỉ số nhà 66 đường sắt La Xuyên, Yên Ninh, Yên Nam Định. Và hai cơ sở bên em luôn được trưng bày những mẫu mã sập gụ Lào đẹp có sẵn tại cơ sở. Sẵn gần 100 mẫu mã sập gụ Lào đẹp khác nhau. Và trước mặt các quý hàng đây là mẫu sập thập điệu quần mai được cơ sở em đục chạm trên nền chất liệu là gỗ gụ Lào chuẩn 100% luôn đấy các bác ạ. Từng đường nét hoa văn được cơ sở em chạm khắc tỉ mỉ kỳ công. Và một điều đặc biệt là gỗ gụ Lào chuẩn 100% nó sẽ có màu nâu gụ như ở bên cơ sở em đây là một ví dụ điển hình luôn đấy các bác ạ. Màu nâu gụ thì chất gỗ rất nặng, rất đanh. Khác hẳn với những loại gỗ gụ linh tinh được bán tràn lan trên thị trường. Những loại gỗ mà nó có màu trắng trắng vàng vàng thì chất gỗ nó sẽ rất nhẹ và không phải gỗ gụ Lào chuẩn 100% đâu đấy các bác ạ. Vì thế các bác khi mua bất kỳ một bộ sản phẩm nào thì các bác nên tìm hiểu cho kỹ nguồn gốc và đặc biệt là phải tìm những cơ sở uy tín chất lượng để sắm một bộ sập gụ Lào chuẩn chỉnh với giá tiền luôn đấy các bác ạ. Tránh tiền mất tật mang. Gỗ đắt bên cơ sở em nhưng nó sắt ra miếng. Và tiếp đến là về phần mặt sập thì phần mặt sập đang được cơ sở em làm là khuôn tranh dày 10 phân, ván mặt là dày 3 phân, hai tấm ván bong từ một cây gỗ ra, hai tấm cùng cây ghép vân đối xứng vô cùng là đẹp và đẳng cấp. Mà hàng ở bên cơ sở em là hàng đang để trần mộc thô mộc đã đẹp như thế này rồi thì khi hoàn thiện lên những thớ vân, thớ thịt gỗ chuẩn gụ Lào nó sẽ nổi lên bồng bềnh, rất đẹp và rất đẳng cấp. Thì quay trở lại với dạ tiền này, được cơ sở em làm là dày 10 phân gỗ đặc nguyên khối, đục chạm thủ công, đục chạm ba mặt vô cùng là tinh xảo đẳng cấp. Và nội dung trung tâm chính của bộ sản phẩm này đó chính là hai gốc mai cằn cỗi già nua, nó tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu theo thời gian, kèm theo là 100 bông hoa mai đang đua nhau khoe sắc nở rộ, được cơ sở em chạm khắc rất tỉ mỉ, rất chân thực. Và cơ sở em luôn sẵn rất nhiều các mẫu mã sập gụ Lào đẹp khác nhau. Thì các bác quan tâm thì liên hệ kết nối ngay với em qua số Zalo trên màn hình 0975